Tính đến hết tháng 8 năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã về đích kế hoạch cả năm hai chỉ tiêu lớn là nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Nhằm duy trì ổn định nhịp độ sản xuất kinh doanh và tận dụng cơ hội trong những tháng cuối năm, PVN tiếp tục kiên định, nỗ lực cao nhất, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đặt ra từ đầu năm để mở rộng quy mô và tăng tốc tái tạo mô hình kinh doanh. Trong 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 575,8 nghìn tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch 8 tháng, bằng 85% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước về đích trước kế hoạch 5 tháng, với con số ước tính 90,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch cả năm. Trong 8 tháng đầu năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn đều vượt kế hoạch được giao từ 3 đến 29%. Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động ở công suất cao 112-114%, góp phần cung cấp ổn định các sản phẩm xăng dầu cho thị trường, đặc biệt là trong thời gian nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tiến hành bảo dưỡng tổng thể. Theo công bố bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023 của Vietnam Report, PVN tiếp tục ghi nhận vị trí dẫn đầu cùng với sự góp mặt của một loạt các doanh nghiệp dầu khí khác như PVEP, PVGas, PVCFC, PVPower, PTSC, PVI, PVOil. Với những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong những tháng cuối năm 2023, PVN sẽ tiếp tục kiên định, nỗ lực thực hiện mục tiêu quản trị đặt ra nhằm mở rộng quy mô, tăng tốc tái tạo mô hình kinh doanh, trong đó đặc biệt là mở rộng quy mô thông qua tổng doanh thu, nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản, bám sát thị trường, đánh giá kỹ tình hình kinh tế vĩ mô để phân bổ các mục tiêu, kế hoạch triển khai theo từng khối, lĩnh vực.